còn cái chốt mạnh kia luôn kìa. Nè cả nhà, quả 5 cái. Một em cái rô nữa nghe cả nhà ơi. Lời nói đầu tiên cho Tể xin chào cô chú anh chị luôn nha. Sáng nay Tể với ông Thông đi giăng lưới cá rô sớm cả nhà ơi. Giăng lưới cá rô, gãi sát mắm mà. Về rồi mình làm món ăn cả nhà. Em Thông đang cầm tà lưới đi giăng cả nhà. Đây cùng kinh bình diện hơn đó. Hậu giang đường này xéo thẳng dưới vậy. Lại giang qua ganh kìa. Đó vào ganh đó. Lúc cái đầu quá. Rồi đứng đến kìa. Điểm nè cả nhà ơi, đẹp không? Wow. Sáng sớm mùng điểm nở rồi. Dớ qua tóc hơi có quang đó nó cá đâu cá bọn thao kìa kìa nó khói đâu đang chị em đây để người ta hót bớt quá ở sạch cơ không uống cá sạch cơ hấp chất sáng này còn nước mò ở chứ không vớt đâu có đâu có hổng nổi lắm không cá lại thì chứ không nổi lắm lên gió phát này chịu chưa à gô. Hôm nay đi giăng lưới trên đồng hai vụ mà không có rồi cả nhà, chưa đi thăm. Bây giờ hai anh em quay về đây để đổ cái vớn. Rồi có cá không về mình nấu ăn cả nhà. Sáng nay trời cũng âm u còn mây còn mây nước mưa không rồi cả nhà. Không nó có cái cá chê trống nữa cả nhà. Ba đang chảnh thăm mà không có dính con gì không nữa. Ồ dữ hả? Đây, đây con ta. Ồ cá rô kìa cả nhà. Cá rô lồng tông kìa, quá khứ rồi. Ừ, nay chạy cá gầm dữ á. Vô, rồi đổi đi ba. Chốt nữa. Có không? Ủa này cái này về. Ngon cả nhà. Ồ, ba con cá rô luôn. À, còn cái chốt mạnh kia luôn kìa. Một con lươn, con cá chê, ba con cá vô. Con lươn. Vô cả nhà ơi. Lúc giỡn hết trơn luôn rồi, mưa tối quá mưa rồi cả nhà ơi. Giỡn lúc hết trơn rồi. Giỡn ngoại gì mà không chạy tép không đâu. Có tép nè. Giỡn này nói gì tép. Tép bao la. Hồ vườn hồ ghen ngang cái biển luôn cả nhà. Nước không? Hồ neo kìa. Cầm tông hết. Hồ rồng muốn ngon quá rồng không? Hơi hái bạn mới về nấu canh chua. Nay ông Thông không có đi làm nên hai anh em ở nhà đi đổ vớn nấu ăn cả nhà. Cả nhà vô xem giúp đỡ hai anh em một cái đăng ký kênh với một cái like nha cả nhà ơi. Có không dữ dữ à?
ba quá vũ rồi cả nhà. Tép nhiều không? Ở chết luôn cái vậy? Một con ếch chết. Này, con ếch nó đi đây rồi cả nhà. Nước ngập dớn tàu cá tép quá trời luôn rồi. Quá khứ rồi cả nhà. Rồi cái tê đi. Cái gô. Cái gô sống không? Sống. Lạnh như vậy làm dữ à. Ồ vô vô. Quá khứ rồi cả nhà ơi. Mưa này cá chạy ghê thiệt. Trời ơi, đau kiến nữa nè. Thả cho mày đi đi mày. Gô. Cá dảnh, cá linh. Tới cái thứ ba luôn. Nước ngập lính bỉnh chân hả nhờ. Quay lúc hết trơn rồi. Ở ở chết luôn rồi. Ha. Sáng nay có mồi ăn rồi cả nhà. Ý, lòng tông, cá linh, tép, cá gô. Đủ mồi. Hết lương. Hết lương luôn rồi kìa. Tép gì vậy? Cái thứ ba luôn này. Đây. Cái thứ ba này chạy ít rồi. Bu vàng. Bắt ra. Quá khứ quá khứ cá. Cá linh, cá dảnh, cá gô. Ngon quá cả nhà. Ốc bu vàng. Ốc bu vàng. Chạy vô dáng rồi nè. Ôi trời, đóng tép luôn cả nhà ô. Không nè, yếu quá. Nó vô đây rồi là không chịu chụp. Uống cái lóc trời. Đó, à nó ở đây không có cá đi. Cái cuối cùng luôn cả nhà. Ủa lòng tông quá khứ lòng tông không thông không. Con cá lóc này tôi phái rồi đó. Giờ nay ông nhà ông qua ông bơm là lỡ mà khô nước đi quả cái xịt lại là kiếp cá lóc cái chê vậy bơm được không tép này tép quá cứ tép rồi cả nhà. Ủa nó đặt là bết kìa. Ê, nó đặt là bát kìa. Đặt là bát thứ cuốn nha. Tối đặt trước mình nữa kìa. Hả, chút con xuống cho hả? Bỏ đi, con nào xuống thì lấy, không xuống thôi. Vô, vô trời. Đó ơi, vô ơi, không tép luôn cả nhà. Rồi, vô. Mà tép ít hơn nhiều quá. Tép thử ra. Có mấy ông anh đang đi đi dỡ lọt rồi cả nhà. Lọt hết. Rồi,
thành quả được nhiêu cả nhà ơi. Để mình về nhà mình đổ cho cả nhà xem nha. À, xin vài cái bông súng nha cả nhà. Để về mình nấu hành chua. Nãy đâu có lấy điện vậy hả? Để bên điện điện vào đó con nhóc kìa, hái không? Đó, cây đó. Ở đâu có ống nước đi qua đó. Rồi được rồi. Đủ ăn rồi. Đủ mọi luôn. Vừa điên điển vừa bông súng rồi cá có sẵn luôn cả nhà. Rồi về mình làm món ăn cả nhà ơi. Hái thêm mới rau muống nữa nghe cả nhà. Sáng mình đi ruộng từ lưa tà la luôn. Rồi đi. Nè cả nhà, quả 5 cái giớn được nhiêu cả nhà ơi. Tông, tép, rô, bắp, ớt. Trời ông thông đang lửa. Ê, tím thông. Cá này bỏ này cái gì? Cái rô bỏ cùng á. Cái dụng bỏ đâu? Dụng bỏ số. À, bắt luôn, bỏ luôn. Ít xiên nha. Qua về thăm thư vợ mà. Đọc. Xong rồi cả nhà ơi. Thành quả được nhiêu rồi cả nhà, nhiêu tép nè. Đây cá, mình xong rồi. Tâm. Đây em không đang đặt con muống nấu nấu chua anh cả nhà ơi. Muống cùng súng. Đây. Cá lọc tọc. Thành quả được nhiêu tép cả nhà. Cá rô, cá gầm đâu mà xong rồi. Giờ mình xuống mình rửa. Xong chưa? Hai giờ chưa chưa? Chưa. Cá linh, rô, nấu một nồi canh chua nha cả nhà. Đây, cá khô tiêu. Thông đang quậy me cả nhà. Sao bông súng nó đang lâu chín không, bỏ vô luôn đi. À, chín ở giờ chín rồi quên không. Còn món này lâu. Món mà lâu. Muốn không súng để vô cái để vô là nhắc xuống cái xả không xả gì xả quấy luôn rồi kho đó còn quét luôn quét rồi tiêu luôn hả chưa kho xả gì nó canh thật béo không dám để nước nhiều mà nó cho tất đều thôi. Để ra con chua vô luôn hả cả nhà. Wow, con chua quá ngon. Giờ cơm cũng chín rồi cả nhà ơi. Canh cũng chín rồi. Mình múc ra. Để mình ăn cơm cả nhà. Đói quá đói rồi, sáng giờ đi
chưa có ăn gì hết. Wow, ngon quá, thơm quá thơm. Đây là cá hàng tâm kho nước tương nha. Cá sòng lắm rồi. Cá sòng, hôm nãy tưởng nồi chài nước tương, ông đem ra ai dẫn kho cá một cái nhà. Rồi thôi, cá hàng tâm kho nước. Vô, cơm xuống. Ớt khô một cái nhà hơi tài quá. Giá bây giờ mà tiền mà quá à, em ngủ luôn đi. Sáng luôn. Sáng giờ cũng chín là bắn nút rồi thì chín nhậu. Sáng lên đi. Tròn không cháy gì. Cơm phốt. Có chua, có linh, có tàu quét à. Cầm với anh nữa rồi. Ra luôn nè. Ra luôn rồi. Không có hả? Sáng. Để đi. 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 Cái nó chua mà chơi tại. Chua cho lên. Cá tâm kho nước tương. Rồi lời nói đầu tiên cho tải ra mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Không biết quay thấy tôi không nữa. Rồi, dùng miếng cá linh nấu chua cả nhà. Luôn. Cái nhà cái coi mà cả nhà ăn cơm với cá chóc kho tiêu đi một cơm tâm chứ đó đi ăn cũng được mà chứ đâu có gì đó. Cơm em ngon quá quá đi ăn cứ gì kìa. Đây là con cá gầm nghe cả nhà, cá gầm á, cá gái. Anh để cái này anh chua luôn. Không. Anh còn để tiêu quá à. Tiêu nhiều lắm nó thơm ngon. Ăn xong rồi tải với anh ba đi thăm lý cái gô nha cả nhà. Tháng nay người dân rồi mà chưa đi thăm. Về đổ dán rồi mình làm món ăn nè. Cái linh nè, ngon. Chưa không? Hương nè. Hết à. Cái đốt này nè. Cái đốt này kho. Tiền ngon. Ăn đi, tự nhiên nha. Mình thấy thôi, mắc cỡ nha. Chắc nữa. No rồi. Ăn đồ dẹp nè, chứ không ai đồ dẹp á. Rồi giờ theo chân anh ba đi cuốn lưới luôn cả nhà ơi. Lưới dần sáng rồi cả nhà. Giờ hai anh em đi cuốn. Không biết dính con gì không nữa. Ây da. Đó, nó. Ôi gô, cái gô bự cả nhà ơi, đây ở đâu rồi? Cái. Ê, con cái gô bự nha cả nhà.
cá rô lửa không cả nhà ơi. Một em đầu tiên đẩy khoe cái cây vô vô cái gọn một con nhà ô, chính con nào xứng đáng con đó đó, đó dính con nữa rồi ông này cả nhà ơi. Vô 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 hai em chết rồi, chết luôn sống hả, vậy nó mới đã chính cá bự bự vậy mới đã. Đó cá lau kiến, cá lau kiến chính cá bự cả nhà, chết luôn rồi. Ê, thêm một em nữa nha, cái rô bự, cái rô bự. Lưới này thưa ít dính, mà dính con nào con nấy là bự bự không à. Bộ thời gian lưới dày á. Nha. Lưới dày dính nhiều. Thôi. Dính nhiều quá ăn uống gì đâu. Chơi cái lưới này là dính ăn mới đã. Cái bờ đó đâu không đâu. Bảo đảm cho mà tối nay em đi là lụm. Lúc lúc vậy đó. Ở đảm nhau tối nay đi có chuột á. Đi thì có rồi đó. Dở. Dính nữa kìa. Ê. Một em nữa, một em nữa. Chết trắng luôn. Hạn tê hạn 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 chế cái từ ấy đi. Nó đai đi. Rủi chạy qua nó dính nữa. Ê ê ê dính một em cá rô nữa nghe cả nhà ơi. Đủ ăn. Kho núm. Con này giờ mua núm kho chung nha. Hy vọng có cái tay ngoài á. Rồi cái đó mềm xèo. Cô cái này mềm. Mềm mới ngon. Vô 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 dính. Mới vô đầu tiên tay đầu tiên dính được con cả nhà ơi. Quá im, quá im, quá im. Ây da, hay sầu. Ê, đây, 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 nữa nè ông Thông ơi. Sầu cái gì hả? Hỏi không? Dính nữa rồi kìa. Đi đi. Đi trên đây nè ba ơi. Thông đang lặn xuống dưới bắt con cá chê vậy cả nhà ơi. Hàng quá trời bóng rồi. Cái gì vậy? Gác không nè? Không có hả? Ê! 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 Đây nè cả nhà ơi, dính nữa rồi nè. Cái gì vậy? Xảy gì vậy? Ê! Ê! Chào má luôn, quá em. Dạ, dạ, dạ. Đi trên nước này thôi chắc gỡ gác cái đá luôn quá. Đi con kia. Này im hơn cổng rồi cả nhà. Mới có 1 phút à. Đó là cánh dựa chứ không? Chính rồi cả nhà. Chính này. Chính gốc gáo chạp bá luôn.
Ừ, gáo cao khách hồn, gáo bự. Gáo mày, ra khỏi lưới anh mà. Củi. Dính được khúc củi. Củi à, xưa đi mùa nước lên á. Trời đâu không có củi á, bỏ xuồng đi vớt tao. Còn giờ thôi, cho người ta không lấy. Dính nữa cả nhà. Cho nó lấy. Đây. Cái con bự, cái con bự. Đấy luôn. Để gì? Chính này, chính này, chính con cá rô cái này nè. Ô, cái con bự. Rồi hết rồi. Hết lưới rồi cả nhà ơi. Đây. Rồi. Đủ ăn cơm chiều cả nhà. À, thì ra là mày. Ăn ổi, ăn ổi. Ăn ổi. Ăn ổi cả nhà. Chính con cuối cùng ăn ổi. Đâu rồi? Đây nè. Quá khứ rồi, giấu quá giấu rồi. Quá khứ gió rồi cả nhà ơi. Nè, sắp đánh nè. Con đang hết lưới rồi cả nhà ơi. Có ông anh đang chạy xuồng trên trên đồng luôn cả nhà. Ê dính nữa cả nhà. Con cá rô nữa cả nhà. Hết lưới luôn rồi cả nhà ơi. Rồi. Hai tay lưới. Nắng lên nè. Rồi xong hai tay lưới cả nhà ơi. Thành quả chút vô quay thành quả cho cả nhà xem. Tới xe cả nhà ơi. Đây, thành quả bữa nay sáng giờ. Cả nhà luôn nha. Chào ông Thông. Dính có mấy con à ông chú ơi? Dạ. Đủ kho teo. Dạ vậy thôi cũng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Lên tiếp cũng đẩy. Đây cũng kết thúc cả nhà ơi. Dạ cũng quá dài rồi. Sáng giờ đi thăm đi dân hai tay lưới giờ đi thăm. Giờ cũng chưa rồi. Dạ. À, sáng thì thăm vớn để con nhà rồi. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha. Chào các bạn.